Chào các bác, hôm nay em test áp suất chiếc nồi Toshiba cổ áp suất 1.2 trung tâm 18 cao tần áp suất. Chiếc nồi này rộng rất kín luôn, bốn xung quanh không có một giọt nước, một tí hơi nào đủ ra. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Kín chậm chậm nguyên áp suất và giá chiếc nồi này là 2,5 triệu, rất đẹp nguyên áp suất. Tôi sẽ bà cổ dùng rất bền, nấu cơm ngon dành cho gia đình đông người từ 5 đến 10 người ăn, hơi trên nắp cuồn cuộn luôn. Đồng hồ hiển thị giờ, mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn.